Hôm nay các chị rảnh chưa vào xem tiệm vàng Ngọc Tiết La Dây nha? Cũng như đã hứa thì hôm trước thì em cũng xin cáo lỗi là do đơn rất là nhiều nên em hôm qua dành một đêm để là lên đơn cho các chị, thì hôm nay em hứa là lên dây và dây liền mặt nhẹ cũng rất là nhiều mẫu rất là đẹp. Thì các chị khi xem like của em thì cố gắng chia sẻ và nhấn like giúp tiệm vàng Ngọc Tiết nha, để Ngọc Tiết có động lực khi mà đem nhiều sản phẩm đẹp để giới thiệu cho các chị yêu của mình nha. Đó. Chào tất cả mọi người, chào Thủy Tiên nha. Vào xem giúp em nha. Dây bi này phải nói là cực kỳ đẹp luôn các tình yêu của em ơi. Dây bi này tầm khoảng 2 chỉ mấy nha. 2 chỉ 3, 2 chỉ rưỡi. Đó. Thì cái này em không có báo giá, em báo trọng lượng, thì các chị nào muốn xem sản phẩm như thế nào thì cứ inbox vào trang thì sẽ có nhân viên hỗ trợ hết nha. Đó. Dạ em chào tất cả các chị yêu khi đang xem nha. Em hay lúa lắm, đồ của em toàn là kim sa không à. Bích Ngọc ơi. Chào tất cả mọi người nha, vào xem và chia sẻ giúp em nha để có động lực nha mọi người ơi. Đó. Quá trời mẫu dây này nó chiếu luôn các chị yêu ơi, lung linh lắm luôn. Mẫu dây này thì được làm từ công nghệ vàng Ý, bởi vì phải nói là cực kỳ đẹp luôn. Chân chân hả, lát nữa dây liền mặt 5 triệu 4 5 triệu nhiều lắm em nha. Chào bé. Chào chị Nguyễn Huệ ạ. Vào xem và chia sẻ giúp em nha các chị. Đó rất là đẹp luôn. Các chị ơi, khi mà nếu các chị muốn chốt đơn á, vào fanpage sẽ có nhân viên hỗ trợ trả lời nhanh hơn nha. Các chị mà vào số Zalo 0907545402 thì hơi chậm, tại vì em đang làm đơn á, bởi vì khi mà trả lời tư vấn cho các chị là ít có khi tư vấn được nhiều lắm nha. Mẫu đồng hồ này hả em, tầm khoảng 24 triệu nha. Này thì 6 chỉ mấy á. Quá đẹp luôn nè. Đây là vàng đai vàng 18K hết nha. Mẫu này thì cũng mới luôn. Có gì chị em mình cứ chụp lại màn hình gửi vào trang tiệm vàng Ngọc Tiết giúp em nha. Đó, cái này thì ni từ 50 cho đến 52, 54 và 56 đều đeo vừa hết. Chị Bãi Phan ơi, chị cứ chờ coi cái clip nào đó chị chụp lại màn hình giúp em và chị cứ gửi vào trang thì sẽ có nhân viên tư vấn nha chị nha. Hoặc là chị cứ nhắn tin, tại vì mình muốn mua cái sản phẩm thì mình phải có mẫu thì bên em mới tư vấn được á. Chào tất cả khách yêu của em nha. Đây em sẽ đọc dây này đầu tiên nha. Đây, dây bi công nghệ vàng Ý nha các chị ha. Quá lung linh luôn. Và mẫu dây này tầm khoảng là 2 chỉ rưỡi và tiền công là 846 ngàn. Đó, thì các chị nào muốn bữa nay 26 hả em? Ủa bữa nay 26 hả anh? Vậy mà cứ bữa nay ngày 26 hay 25? Ủa bữa nay 25 mà ta? Trần Thơ. Mọc lên đẹp quá. Em mọc hồi đó tới giờ chị ơi. Nhiều khi chụp hình ảo ảo gọt cái mặt lại cho bớt, chứ mặt em nó vậy hồi đó xưa giờ. Cái chị mà gặp em ngoài xỉu luôn. Dạ chị Khánh Thu Quỳnh ơi, mẫu này chỉ có 6 chỉ mấy thôi chị nha. Bên em hiện tại thì hàng này là hàng đúc sẵn cao cấp nha chị ha. Đó. Thì muốn nhẹ hơn thì phải đợi khi nào hàng khác về thì em mới báo với chị được nha. Nguyễn Thúy Hằng bữa nay 26 em, hai vợ chồng chị hết biết ngày rồi. Rồi vậy là hy vọng là tới ngày 30 tháng 9 này thì gạch giá sẽ hết phong tỏa, thì lúc đó sẽ bung lụa cho các chị nhiều sản phẩm đẹp hơn nha. Đó. Bữa 26 hả? nay 26 anh em ghi ngày 25, vậy là xuất hàng 25 không? Hết biết ngày. Ở An Giang thì không ship được, nhưng mà mình vẫn chuyển khoản đơn để đó thì vài ngày sau mình vẫn ship được em nha. Đó. Cảm ơn các chị đã khen em nha. Gặp em ở ngoài là xỉu luôn á. Trinh Tý ơi, ghi lộn ngày nha. Làm vừa không biết ngày giờ ra sau luôn nha. Đó, các dây bi như thế này nha các chị ha. Và các chị lưu ý cái sản phẩm này thì các chị hỏi, lúc mà em nghỉ dịch các chị hỏi rất là nhiều thì Ngọc Tuyết vẫn còn hàng nha các chị ha. Và mẫu dây này thì em còn một lượng tư. Một dây một lượng tư nha các chị ha. Đó thì các chị nào xem cái sản phẩm này rồi thì chụp lại giúp em ha. Và tiền công là 1 triệu 6. Đó. Dây này là dây đặc luôn. Thay vì mình đeo cộng dây khoan lặt có 4 5 lượng thì nó có cái bảng như thế này. Nhưng mà cái sợi dây ghép này là chỉ có cần một
lượng 3, lượng 4 thôi là nó đã xinh đẹp như thế này. Đây, em ướm lên cổ cho các chị xem này, rất là lung linh luôn. Đó, rất là đẹp phải không ạ? Mình qua ngày đi, các chị nhớ chia sẻ giúp Ngọc Tuyết nha, những cái sản phẩm mà đẹp nha, quá lung linh luôn. Và kế tiếp, mẫu này thì bên Ngọc Tuyết còn hai cái trọng lượng nha, 8,5 chỉ và 1,4 lượng nha các tình yêu của em. 1,5 lượng và 8,4 chỉ nha. Đó, hai cái bảng này là 8,4 chỉ nè. Đây, 8,4 chỉ nha. Và tiền công của 8,4 chỉ là 1,70 triệu, hai màu và một màu đều có. Đồng hồ của Ngọc Tuyết đang đeo là 6,5 chỉ và giá tham khảo tầm khoảng 24 triệu nha. Đó, đây, rất là đẹp luôn nè, rất là xinh nha. Đây, sợi dây này là 8,5 chỉ và một sợi dây này là 1,4 lượng nha khách yêu ha. Dây bi nhỏ ha em, dây bi nhỏ thì 2,3 chỉ, tầm khoảng là 8,3 triệu em. Dây bi nhỏ đầu tiên là 8,3 chỉ nha. Vàng 24 bữa nay giá mấy nha, anh ghim lên giùm em luôn đi. Đây, rất là đẹp luôn nha, quả trời lung linh luôn rồi. Cho các chị xem nha, khi mà các chị đồng ý mẫu này thì cứ chụp lại màn hình cho Ngọc Tuyết nha. Em cảm ơn chị Nguyễn Linh rất là nhiều. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Chiếc nhẫn này một lát nữa thì tầm khoảng là 2,750 triệu, một lát nữa thì Ngọc Tuyết lên mẫu nhẫn chuỗi này là có 6 mẫu, phải nói là rất là đẹp luôn. Các chị cứ để xem hết clip nha, mẫu nhẫn nè, mẫu dây chuyền nè, rất là nhẹ và rất dễ đeo, dễ mua luôn. Đó, vừa túi tiền mọi người hết nha, yên tâm điều đó nha. Và hồi nãy có khách hỏi dây bính nha. Dây bính của Ngọc Tuyết là 3 chỉ nè, và có loại là 5 chỉ nè. Đó, có loại 6 chỉ luôn, 3 chỉ và 5 chỉ nha. Đó, chị em nào cứ thích thì chụp lại màn hình giúp em nha. Hôm nay thì lên dây liền mặt, Trần Nhi ơi, em đợi một tí nha, để chị giới thiệu sơ sơ các sản phẩm này đi, rồi lát nữa mình lên dây nhẹ từng sản phẩm hết nha. Và cũng gần đến ngày là 20 tháng 10 rồi, ngày của phụ nữ đó, thì em có dây ghép Phước Lộc Thọ này nè. Các chị có muốn mua cho mẹ hoặc là các chị nào thích đeo dây đơn giản á, thì có thể là chọn sản phẩm này nha. Dây này 3 chỉ và 5 chỉ là dây ghép Phước Lộc Thọ nha. 18 bữa nay giá nhiêu anh? Ngọc Nguyễn ơi, bữa nay chị like dây em nha. 3,50. Đó, 3,250 em nha. Đó, các chị cứ chụp lại màn hình giúp Ngọc Tuyết nha. 3 chỉ, 5 chỉ và 7 chỉ Ngọc Tuyết đều có hết các sản phẩm này. Đó, đây, cho coi trực tiếp cái sản phẩm vàng của Ngọc Tuyết thì ở ngoài thì bảo đảm với các chị sản phẩm khi các chị nhận hàng sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Tiền công đồng hồ tầm khoảng là 3,9 triệu em nha. Đó, dây đuôi phụng em, dây đuôi phụng bên chị chưa có hàng mà có dây dây này được không? Dây sáng nè, dây sáng ý được không em? Dây sáng ý nè, dây sáng ý này thì tầm khoảng 2,2 triệu nha. Dây 5 chỉ chị tầm 18 triệu nha. Chị Thanh Thúy Lê, hôm nay em chưa có like lắc nha chị ha. Lắc này bên em cũng có luôn, rất là nhiều dây đẹp. Tường Vi, một lát nữa chị sẽ soạn dây nam riêng ha. Cảm ơn chị Nguyễn Phượng ha. Chúc Ngọc Tuyết một mai bánh tắt rất nhiều. Nhẫn này Ngọc Tuyết đang đeo là 2,730 triệu, một lát nữa sẽ like nhẫn lên rất là nhiều mẫu đẹp luôn. Đó, bây giờ tiếp ha các chị ha. Bây giờ xin tiếp đây. Đầu tiên là sợi dây liền mặt nha. Chị em nào thích dây liền mặt nhẹ này nè, sắp tới ngày lễ rồi, có muốn tặng quà hoặc là muốn mua cho mình đeo đó, rất là dễ thương luôn. Và dây liền mặt chữ H này nha, 1,4/6, tiền công 4,40 triệu và được giảm 10% tiền công nha các chị ha. Cái sản phẩm nào mà Ngọc Tuyết đọc giảm công thì nó sẽ được giảm nha. Chị Nguyễn Thị Minh ơi, Ngọc Tuyết đang đeo dây cái lắc này là 26 triệu nha chị ha. Thôi nghe đừng có chọc nha, anh Nguyên Nguyên của em. Đây, và sợi dây này là giá là 5,2 triệu khách yêu ha. Dây liền mặt chữ H, 5,2 triệu giúp em mã 1 nha. Đó, cái dây này là gọi là mã 1 ha. Có gì chị em nào cần cái sản phẩm này thì cứ chụp lại màn hình nha. Và đồng hồ 6,5 chỉ chị nha. Đồng hồ của Ngọc Tuyết 6,5 chỉ nha chị yêu. Đó, cái này hiện tại Ngọc Tuyết đang like dây nha, tại vì những sản phẩm này thì dây không còn nhiều. Khi mà chị em nào mà
thích cái sản phẩm này thì cứ chuyển khoản nha, chuyển khoản trừ hao qua 5,2 triệu thì cứ chuyển 5,3 triệu có dư Ngọc Tuyết trả lại nha các chị ha, tính luôn tiền ship. Thì khi các chị đã lên cái xem của tiệm vàng Ngọc Tuyết rồi, Ngọc Tuyết vàng thì báo trọng lượng, cái thứ hai nó công rõ ràng và giảm được 10% tiền công, không mua rất là tiếc luôn. Dây chữ H đồng tròn Phương Thảo ơi, mình chưa có hết hàng đó em ha. Đồng hồ của Ngọc Tuyết là Phúc Ca hả, là 26 triệu nha chị Phúc Ca đó. Và mã 2 dây giảm 10% tiền công nha. Đây, quá đẹp luôn. Dây bông mai đen 1 chỉ 1/4, tiền công 360, giá 4 triệu mốt giúp em nha. Rồi Úc Tuyết lấy dây chữ H mã 1. Đây, rất là xinh luôn ha. Dây bông mai 4 triệu mốt ha các chị ha. Và tiền công chỉ có 360, được giảm 10% tiền công, không mua rất là tiếc luôn. Khi mà Ngọc Tuyết mở cửa lại thì chương trình này sẽ không còn diễn ra nữa. Hy vọng các chị khi xem like này chốt được mẫu nào thì cứ chốt giúp Ngọc Tuyết nha. Đó. Chị Kỳ Kỳ ơi, chị có thể là theo dõi em đọc từng sợi, chị có thể là xem nha. Đó. Đôi bông Ngọc Tuyết đang đeo có thể là 2 triệu 7 á, giá 2 triệu 7 á. Nè. Rất là đẹp luôn, mình diện á, đeo rất là sang nha. Rồi tới mã 3 nha các tình yêu của em. Dây liền mặt Chanel nha. Đây quá đẹp luôn khách yêu ơi, không mua rất là tiếc luôn, chụp lại màn hình giúp em nha. Em cảm ơn chị rất là nhiều, Quyên Lê ha, khen em nở luôn mũi á. Mã 3 giúp em nha, Chanel có chữ lớp, 1 chỉ 5/9 và tiền công là 528.000, tham khảo là 5,7 triệu nha. Chị Hương Đen chốt dây 4,1 triệu nha. Đây rất là đẹp luôn, các chị có thể là chụp lại màn hình nha. Dạ vàng giá 3,250 nha các tình yêu. Chị Hương Sen lấy mã 2,4,1 triệu và dạ, em chốt cho chị Hương Sen nha. Đó, có gì chị chuyển khoản thêm tiền ship giúp em nha. Dạ được, quá đẹp luôn nè các tình yêu ơi. Đó, dây này là 5,7 triệu nha, em qua mẫu nha. Và các chị tranh thủ nha, tại vì một mẫu chỉ còn có 1-2 sợi thôi, không có nhiều nha các chị ha. Đây, dây liền mặt nha. Cái này là dây mì luôn, cao cấp luôn, nhưng mà tiền công cực kỳ rẻ, chỉ có 384 mà mình được giảm là 10% tiền công như cách ha. Huyên Nguyên ơi, chắc có lẽ ngày mai chị mới soạn dây nam được, hôm nay xem dây liền mặt nữ giúp chị nha. Đó. Cảm ơn Chiêu Anh rất là nhiều. Lên phần cứng nha, có gì cuối năm được tặng quà nha. Dạ, em chưa có biết giá tiền Úc, về tiệm vẫn chưa mở cửa nha. Em hy vọng là cuối tháng này thì gạch giá sẽ thành vùng xanh lại hết nha. Dạ, dây 7 tắc em hết hàng rồi chị. Và tới cái dây mì chữ X này là giá tầm khoảng là 6 triệu mốt giúp em nha các tình yêu. 6 triệu mốt nha. Đó. Chị Ngân Kim ơi, em chưa có lên vòng Cẩm Thạch á. Dạ. Dạ Yến Hồ ơi, mình chuyển khoản hết 100% giúp một tiết nha. Đây. Đây là mã 4 nha các tình yêu của em. Mã 4 nha. Giá là 6,50 triệu nha. Đó. Rồi em qua mẫu nha. Dây liền mặt hôm nay rất là nhiều mẫu dễ thương và tiền công lại siêu rẻ mà giảm được 10% tiền công nữa. Đó, rất là xinh ha. Đây, mẫu kế tiếp đây các tình yêu ơi. Quả trời lung linh luôn, lung linh và lấp lánh nha các bé nhà mình. Và các chị yên tâm, cái sợi dây này thấy là mong manh nhưng mà nó rất là chắc chắn nha các chị ha. Dạ, dây mì là 6,1 triệu chị nha. Dây mì Chanel 6,1 triệu nha, chị Trang Phương giúp em nha. Đây, và kế tiếp là dây này là ESL giúp em ha. Và 1 chỉ 3/6, tiền công 374.000, được giảm 10% tiền công nữa nha các chị ha. Được giảm 10% tiền công nữa. Và cái giá tham khảo là 4,8 triệu giúp em nha. 4,8 triệu nha các tình yêu. Quá đẹp luôn, 4,8 triệu. Mai Nguyên ơi, cam đoan với nàng là không bao giờ đứt cái sợi dây nha. Đó, kêu bằng là bán cả ngàn sợi như thế này rồi, khách đeo chán thì thôi, tại vì cái sợi dây này được làm đặc và rất là thủ công, rất là chắc chắn nha. Đó, thì dây chuyền mình đeo thôi, mình đâu có bứt đâu mà sợ đứt, nàng yên tâm nha, không phải dây bọc nha, tất cả dây này đều đặc nha. Và qua vậy rồi. Đây, đó, các chị nào mà có các bé hoặc là như thế nào có thể là thích si ý lên Ngọc Tuyết vẫn si được nha. Đây, đang lại, chưa biết nữa em ơi, không biết ngày mai chị còn sức không nữa nè.
Rồi dây chữ X giúp em nha, 3390. Em có hai sợi nha, một kiểu là Gucci và một kiểu là Chanel nha. Đây các chị chụp lại màn hình nha, đây là Gucci và đây là thương hiệu của Chanel. Và cái giá là tham khảo là 3.390.000, tiền công 394.000, được giảm 10% tiền công. Cảm ơn lời chúc của chị nha. Đó, rất là đẹp luôn, quá lung linh. Chụp lại màn hình giúp em nha, inbox về trang nha các chị ha. Đó, ôm dây liền mặt 9/2, 3390 là rất là nhẹ đó khách yêu. Sợi dây mà mỏng nữa sao đeo được, như vậy là rất là đẹp luôn đó em, quá mỏng luôn. Nhẫn chị Lan Nguyễn ơi, một lát nữa chị vào xem clip cuối nha, Ngọc Tuyết sẽ like nhẫn tới 6-7 mẫu bên Ngọc Trai lắm các chị, lát nữa đợi em nha, em đang quay dây lát nữa. Nhẫn này thì giá tầm khoảng 2.8, 2.7 nha. Bữa nay cái giọng hơi lạc luôn rồi. Rồi em qua mẫu nha các tình yêu của em. Đó, chị em nào mà chốt cái đôi bông hiện tại Ngọc Tuyết đang đeo và chung với sợi dây và nhẫn này luôn là quá tuyệt vời luôn ha các chị ha. Quá đẹp luôn nè. Cái dây liền mặt này một chỉ 9 nha các chị ha, tiền công bất ngờ luôn 479.000. 479.000 chị ha. Và cái giá tham khảo là 6670, 6.670. Dạ, lát nữa chốt cho chị bông mai giá 4.1 cộng ship luôn là 4.2 giúp nha. Đây, 6670 nha các tình yêu. Dạ, dây mã 2 là dây thường thường 4 tấc rưỡi thôi chị nha. Đó, có gì các chị cứ inbox vào trang, có nhân viên hỗ trợ cho các chị hết nha. Và cái sợi dây này là 6670 nha các chị ha, và tất cả đều được giảm 10% tiền công. Đây, dây này Ngọc Tuyết đọc nha, 6670 giúp em nha các tình yêu. À, cảm ơn chị Mai Nguyên, dây nào cũng đẹp. Và kế tiếp dây chị đeo như thế này, lớn như thế này nha các chị ha. Đeo rất là tay luôn, mình mặc cái áo sơ mi hoặc là một cái đầm cổ vuông, cổ tròn như thế này thì rất là đẹp luôn. Không mua rất là tiếc khi cân nhẫn sản phẩm này được giảm 10% tiền công. Khi mà tiệm mở hoạt động là sẽ không được cái giá này đâu nghe các tình yêu ơi. Đó, và cái dây Chanel lớn này nha các chị ha, Chanel lớn giúp em nha, còn có một cộng duy nhất thôi. Và cái trọng lượng là 2 chỉ 1/7, tiền công 432.000, là giá tham khảo 7.500.000 giúp em nha. 7.500.000 giúp em nha các tình yêu, quá đẹp luôn. Và các chị khi xem clip nhớ chia sẻ vào trang và like giúp em nha, cho em có động lực để mà like cho các chị xem những cái sản phẩm đẹp nha các chị yêu của em. Đó, nhẫn Bát Nhã em inbox vào trang đi em, bây giờ sáng giờ khách chốt cũng khoảng 20-30 chiếc rồi đó. Xem kỹ lại coi có còn ni không, chứ còn like thì không có đủ ni để like rồi, sáng giờ khách chốt rất là nhiều luôn. Đó, tính đâu bữa nay là không like được cho các chị làm đơn sáng đêm luôn mà, tại vì chưa có nhân viên vô làm á. Hy vọng thì hết dịch thì sẽ được nhân viên vô hỗ trợ. Và kế tiếp Dior nha các chị ha. Đó, quá đẹp luôn, mẫu nào cũng đẹp luôn. Chỉ 1/8, tiền công 340, giá 4.2 nha. Nguyễn Thảo ơi, một lát nữa mình sẽ like nhẫn và sẽ báo sau nha nàng ơi. Đây, giá này là 4.2 nha tình yêu của em. Chị em nào khách ưng ý chụp lại màn hình, inbox vào trang, bên em sẽ hỗ trợ tiền công, báo công và có giảm 10% tiền công cho các chị hết nha. Đó, và điều đặc biệt của theo dõi trang của tiệm vàng Ngọc Tuyết, khi các chị theo dõi là lên phân cứng á, thì cuối năm sẽ được tặng thần phần thưởng nha các chị ha, các chị cứ ủng hộ em nhiều nhiều nha. Không phải lời hứa suông đâu, lúc nào Ngọc Tuyết cũng như vậy hết nha. Hàng Nga ơi, tiệm chưa mở cửa nha. Đây, Dior nha các chị ha, Dior là 4.2 giúp em nha. Tâm Hoa em lấy thế nào kìa, Tâm Hoa, inbox cho Tâm Hoa giúp nha. Và kế tiếp đây các tình yêu ơi, trời ơi, dây bi ba màu công nghệ Ý, còn có một sợi dây duy nhất thôi, không lấy rất là tiếc luôn. Tâm Hoa lấy dây dây bông mai đen á, inbox cho Tâm Hoa giúp chị nha. Dây bi ba màu nha các tình yêu, dây này 2 chỉ 6 chỉ 6, giá tham khảo 7.160.000 giúp em nha. 7.160.000 nha, quá đẹp luôn. Quỳnh Hương, em cứ inbox vào fanpage đi em, có nhân viên hỗ trợ giúp em nha. Chứ còn trả lời ngoài là chị
không có đọc được cái sợi dây này bao nhiêu đang cho khách ấy luôn á. 7.160.000 giúp em nha các tình yêu. Quá đẹp luôn nè. Dây bi mà ép là sao ta? Em có mẫu không? Gửi cho bên Trang đi, rồi có gì nhân viên sẽ chụp hình lại tư vấn cho. À, đạm vào chốt một chiếc Bát Nhã Tâm Kinh đường kính ngang 18 em. Rồi inbox vào Trang giúp nha. Đeo bông của em 7/2 nha khách yêu ơi. Và dây kim cương này, dây liền mặt bao chắc luôn các chị ơi, bao chắc bao đẹp luôn. Dây kim cương một chỉ 6/4, giá tiền công 440 và giá tham khảo là 5.790 nha các tình yêu của em. Nguyễn Thị Nga, dây liền mặt em nhìn mà em mơ luôn. Tiền công rẻ. Huỳnh Huỳnh, cảm ơn tất cả các tình yêu nha. Tiền công của tiệm vàng Ngọc Tuyết được rẻ mà được giảm 10% tiền công nữa. Một sợi dây lời còn có 20-30 ngàn thôi. Khách thương em, khách ủng hộ em nha. Đó. Và cái sợi dây này là 5.790 nha các chị yêu. Đó. Ngọc Quý, em lấy dây bi 3 màu. Rồi chốt cho Ngọc Quý nha. Tại vì còn có một sợi thôi. Yến ơi, vào chốt cho Ngọc Quý nha em. Tấn ghim vô Ngọc Quý em nha. Đây, Jean Dior nha. À, Hương Sen hả? Inbox vào Trang. Kêu mấy đứa inbox vô cho Hương Sen giùm em. Đây, Jean Dior nha. À, một chỉ 3/4, tiền công là 369, giá tham khảo là 4.780. 4.780 nha khách yêu của em. Đó, 4.780 và được giảm 10%, tiền công là 369.000 được giảm công luôn nha. Dây công Hàn Quốc hả em? Có em ơi, dây tầm khoảng lượng hay là 8 chỉ em. À, bông của Ngọc Tuyết đang đeo là bông đít đẩy nha các chị yêu. Dây mì 5 chỉ không chị, dây mì 5 chỉ dây vuông được không em? Dây mì 5 chỉ vuông. À, gái Phạm mua vàng bên chị ai cũng khen đẹp hết đó chị. Cảm ơn em rất là nhiều nha, có gì ủng hộ nha. Nguyễn Ngọc ơi, hôm nay Ngọc Tuyết không có like kiền rồi. Dạ, Vũ Đỗ Long ơi, cái đồng hồ Ngọc Tuyết đang đeo là giá là 26 triệu. Jean Dior nha các tình yêu. Rồi em qua mẫu nha. Qua mẫu 12 tới mẫu 13 giúp em ha. Mẫu 13 dây liền mặt nha. Là một chỉ 2/1, tiền công 368, giá tham khảo 4.3 triệu nha. 4.3 triệu. Sợi dây này là 4.3 triệu nha các chị yêu ha. Một lát nữa Ngọc Tuyết sẽ like nhẵn thêm và một ít bông, có gì các chị cứ gán đợi Ngọc Tuyết nha. Và kế tiếp đây, chiếc lát cũng bay. Để em coi. Chiếc lá này là một chỉ 8/8 nha khách yêu. Một chỉ 8/8 nha. Và tiền công là 392.000. 392, giá tham khảo là 6.580. 6.580 nha. Chi Lê, em gặp chị ngoài em xỉu em ơi. Cảm ơn em nha, ghé ủng hộ chị nha. À, chị Nga Phạm ơi, một lát em coi tiền công lại nha. Tại vì cái này em thuận em đeo lên thôi, em chưa có thấy công, để lát nữa em kiểm tra lại nha chị ha. Đó, một lát nữa thì Ngọc Tuyết sẽ inbox cho chị cái mẫu này nha. Đó, và tới cả mẫu này 6.580.000 giúp em ha. Em qua mẫu nha các tình yêu. Tới mẫu 15 là mẫu dây liền mặt tim nha. Mẫu dây liền mặt tim giúp em nha các chị. Một chỉ 5/3 và giá tham khảo là 5.400.000. Dây liền mặt tim lung linh lắm luôn. Đó, rất là đẹp luôn. Chào tất cả mọi người vô sao nha. Chào các anh chị vô sao nha. Đây, đây là mẫu này nha. Mẫu tim liền mặt 5.400.000 giúp em nha. Được giảm 10% tiền công. Hy vọng các chị sẽ chốt được đơn hôm nay nha. Tại vì mỗi mẫu em còn có 1-2 cộng duy nhất thôi. Đó, chị nào chuyển khoản trước thì em sẽ chốt cho chị đó nha. Rồi, dây liền mặt vừa sát nha các chị ha. Nhỏ nhỏ dễ thương lắm luôn. Và một chỉ 3/5, tiền công 560 và cái giá tham khảo là 4.950.000 giúp em. 4.950.000 giúp em nha. Dạ, em chào chị Tiết Nương ạ. À. À, muốn mua cộng dây bi cỡ 20 triệu em. Hồi nãy đầu tiên chị có quay clip dây bi rồi đó. Một lát nữa chị inbox cho ha. Chị Tiết nói chuyện dễ thương, trời ơi, cảm động quá luôn. À, Ngô Đa Linh, dây 5 chỉ vuông trơn. Anh lấy cộng dây mì trơn 5 chỉ cho em đây nè, trong cái hộp nè.
đợi một chút nha. Cái hộp tròn của phải dây 5 chỉ không? Dây này 6 chỉ rồi tình yêu ơi, dây mì trơn 6 chỉ rồi, 3.250.000 vàng 18 nàng ơi. Dạ chào Hiền Nguyễn, chào chị ạ. À, bông tai hả chị, bữa nay em like dây liền mặt với nhẫn nhiều quá chị, một lát em ngay Bích Ngọc lát nữa mua dây bi. Dây bi 20 triệu. Rồi dây bi 20 triệu được không? Chị chưa gửi Hàn Quốc em ơi. Dây bi 20 triệu khách yêu ơi. Đây. Đây dây bi này 20 triệu nè. À, dây xoắn 4 chỉ ha em. Dây ngày nữa ha. Dây này là 6 chỉ ha khách yêu của em, 6 chỉ 2. Dây này thì tầm khoảng là 20 triệu 700 em nha, 20 triệu 700 nha. Một lát nữa Ngọc Tuyết sẽ inbox các nhẫn này nha, tầm khoảng 2 triệu 7, 2 triệu 8 giúp em nha các chị ha. Rồi một lát nữa nhân viên vô hỗ trợ cho, tại vì đang bị đông á, nên mấy em trả lời chưa có kịp nha khách yêu ha. Tim và sáp. Rồi thiên thần ngồi. Kế tiếp nha các tình yêu của em. Còn vài sợi dây nữa là hết rồi, các chị gán đợi ha. Dạ tầm khoảng 20 triệu 700 á chị, dây 6 chỉ á. Dạ chị sao chị? Thúy Võ Thi có tin tưởng được không ạ? À? Tin tưởng cái gì chị? Chị cần tin tưởng cái gì chị? Chị muốn mua sản phẩm hay là sao chị? Chị muốn mua sao chị nói cho em nghe, đàn em giải thích cho chị nha. Dạ em cảm ơn chị Thiên, chị chủ dễ thương mà bán hàng cũng có tâm lắm luôn. Em cảm ơn chị nhiều nha. Đôi bông mai chị hỏi có ship Sài Gòn. Dạ em có ship Sài Gòn chị, đơn ngày mai Sài Gòn đi rất là đông luôn á chị. Đó. Và mẫu này là dây điện mặt thiên thần nha. Một chỉ 3/8, tiền công 340, giảm 10% tiền công khách yêu ha. Và cái giá tham khảo là 4.830.000. Đó, rất là đẹp luôn. Dạ những mẫu dây này chỉ có 4 tấc rưỡi thôi các chị yêu ơi. Các chị nào mà thích dây dài và không được nha. Đó. Và kế tiếp là dây chữ lớp nha. Quá đẹp luôn, dây nhẹ không luôn, 8/6 và tiền công là 360.000. Đó. Và giá tham khảo là 3.170.000 nha các chị yêu của em. 3.170.000 nha. Dây mì đó công khoảng 700 á chị. Dạ Tuyết Nương ơi, dây đó chồng cổ không được nha chị ha. Đôi bông mai chị hỏi có ship Sài Gòn bao nhiêu tiền. Chị ơi đôi bông mai nào chị chụp lại màn hình giúp em nha. Hoặc chị vào trang của tiệm vàng Ngọc Tuyết, các chị rất là dễ coi luôn. Có giá tham khảo theo từng hình hết. Bởi vì các chị khi mà xem đồ của em rồi đó, các chị á, muốn mua sản phẩm bao nhiêu tiền đều có giá tham khảo theo cái từng cái hình đó các chị. Đều có giá tham khảo nha. Băng Khánh ơi, đây là dây chuyền nữ nè em, đâu phải dây chuyền nam đâu. Phan Như Lê có ship đài đon, chưa có ship nước ngoài. À, Toàn Lê, em luôn ủng hộ bên Ngọc Tuyết, hàng chất lượng công rẻ và mẫu rất đẹp. Cảm ơn em rất là nhiều nha. Đồng hồ của Ngọc Tuyết đang đeo hình như là tầm 26 triệu nha khách yêu ha. Dây đưa phụ một chỉ là không có em nha. Nếu mà mình muốn mua dây cho các sản phẩm này, mình mua dây nhẹ này mình đeo sẽ đẹp hơn á em. Và kế tiếp là dây một chỉ 3/3, tiền công 432 và 4.770.000 nha khách ha. Đó, rất là đẹp luôn. Và kế tiếp chị em nào mà tuổi Tỵ nè, đây dây rắn mà kết hợp với ngọc trai cùng với chiếc nhẫn và đôi bông như thế này thì rất là đẹp. Có ship Phú Quốc em nha, nếu mà Phú Quốc hết vùng đỏ thì chị vẫn ship được. Cảm ơn chị Phúc Hằng nha. Dạ cảm ơn mọi người đã khen em ạ. Anh Ly Trương ơi, hôm nay chưa có lên lắc nàng nha. Lắc nhẹ thì bên Ngọc Tuyết ngọc trai chuỗi thì tầm 2 triệu mấy, rất là nhiều nha. Đây mẫu này là một dây rắn ha, chỉ gửi và cái giá tham khảo tiền công là 568, giảm 10% tiền công và giá 5450. Coi chị để có động lực, hi hi, cố lên em nha. Dạ cảm ơn Quỳnh Tùng đã khen ạ. Dạ các chị yêu ơi, mẫu này là 5.450.000 và em đang giảm chương trình là 10% tiền công. Hy vọng các chị sẽ chốt được các sản phẩm đẹp như thế này nha.
đăng hình nhẫn vào trang xem nha các tình yêu của em. Đây, sợi dây vĩ đại đây. Chị em nào thích chốt sợi dây này, đeo lung linh, mặt đầm lên rất là đẹp nha, 6 chỉ 2. Và tiền công 1.200.000 mà mình giảm được 10% tiền công nữa các chị yêu ha. Và chốt mẫu này lên nha. Mã 4 hả chị? Mã 4 hả? Một lát nữa em coi em trả lời chị ha. Vỏ cẩm tú mã 4 nha. U Minh Thượng em có ship nha chị ha. Tất cả tùy theo một số, giống như là có Bình Dương là chưa có ship được nha. Đó. Dạ, Đông Vi có lắc cẩm thạch dành cho mẹ 60 tuổi. Dạ có chị nha. Đó. Thì cái mẫu dây này là 21.350.000 nha. Đó. Các chị xem nha. Đó. Anh ơi, mình mua mình chuyển khoản hết 100% em nha, thì bên chị mới ship, tại vì bên công ty ngay mùa dịch này họ không có thu hộ nha. Cái giá công này mình đọc là chưa giảm nha khách yêu. Mình đọc là giá 1.200.000 giảm 10% tiền công thì khách cũng đã biết rồi nha, không cần phải nói nhiều dài dòng cho khách đã nói nhiều hụt hơi người ta chán lắm nha. Đã đọc như vậy thì nó rất là dễ hiểu luôn. Đó. Rồi các chị cứ vào xem và giúp em nha. Và cái tiếp là sợi dây chineo liền mặt đỏ như thế này. Cái màu đỏ tỏ tình thương như thế này. Em còn một sợi dây nhất nha các tình yêu của em. Cái mẫu dây này cuối cùng là em qua em like nhẫn nha. Qua mẫu của em chị không có lặp lại đâu Quỳnh Hương ơi. Coi nãy rõ ràng ơi. Có gì chị cũng like cái nhẫn khác rồi. Và mẫu này một chỉ 4,5 nha. Tiền công 464.000. Đây, mẫu này 5.200.000 nha khách yêu của em. Mẫu dây liền mặt Chanel duy nhất 5.200.000 nha. Cũng gần đến Tết luôn rồi đó. Có gì các chị cứ bình an Kiên Lương có ship không Kiên Lương? Có khách yêu nha. Dạ chị Thanh Nguyên chốt mã 3 nha. Dây cá hả chị? Em chưa có chị yêu ơi. Nung Phạm ơi, tất cả dây này là rất là nhẹ đấy em. 8 phân mấy chỉ mấy quá nhẹ luôn. Rất là dễ mua luôn. Sao em? Em inbox vào trang của tiệm vàng Ngọc Tiết là mua liền được à em? Có số tài khoản ghim trong đó sẵn hả em? Em nhắn tin là tự động máy nó sẽ nhảy à? Tại vì bên chị 4 số tài khoản, em cần số nào em? Em ngân hàng nào? Rồi tiếp tục like nhẫn nha khách yêu à. Hả? Ừ, sao chưa thấy? Đây số tài khoản Vietcombank nha, Sacombank nha. Vietcombank trước nha khách yêu ha, 0091004892 Đặng Lê Tuấn. Sacombank 0703300948 nha khách yêu ha. Doanh nghiệp tiệm vàng Ngọc Tuyết là cái số này là của Sacombank, số thứ hai ha. Cảm ơn khách yêu rất là nhiều. Rồi bây giờ tới like tiếp là nhẫn nha. Đây, nguyên một mâm nhẫn rất là khủng khiếp đây. Từ từ nha các chị yêu của em. Em phải like từng mã để cho các chị có thể là biết được và chốt được giúp em nha. Đợi em một tí. Thì mẫu nhẫn này thì em có cái hồng và hơi xà cừ nha các chị ha. Nó cháo quá vậy. Chắc anh ốp lại luôn đi. Hồi nãy em thấy khách thấy rõ. Đây khách thấy rõ đồ của em chưa ạ? À? Cho em xin cái like thấy rõ của em chưa ạ? À? Bên mình không có like xi men này nha. Hoàng Diệu dây nào nè? Dây đó là dây kiểu gì ạ? À? Một lát nữa mình ốp like xuống các chị có thể là xả lệ và có thể là ấy nha. Chị Hồng Nguyễn ơi, bên em số tài khoản tới 4 số, lần các chị cứ inbox vào trang fanpage thì nhân viên sẽ hỗ trợ tự động máy sẽ nhảy à. Các chị đừng có lo, tại vì bên em á, mình chuyển theo hệ thống thì nó sẽ đến tiền nhanh hơn nha. Hồi xưa tới giờ khách em chưa từng chuyển lộn hoặc là như thế nào hết nên các chị yên tâm nha. Đó thì các chị cứ sợ thì mình cứ vào Zalo nha. Vào Zalo cứ inbox thì nhân viên sẽ hỗ trợ hai cái số em ghim lên đó. Cứ cần gì thì cứ vào nhân viên sẽ hỗ trợ hết. Trời, thời buổi này công nghệ quá trời luôn, dễ hỏi muốn chết luôn, có gì đâu các chị, đúng không?
và nhẫn mã 1 giúp em nha các chị ha. Nhẫn đai kim tiền chuỗi nha, 4/1 tiền công 323, giảm 10% tiền công. Chịu gửi 64.000. Chịu gửi 64.000 các tình yêu ơi. Chịu gửi 64.000 giúp em ha. Mã 1 giúp em nha. Minh Trương ơi, vui lòng ghim số tài khoản. Chị ơi, chị vào cái Zalo đi chị. Chị vào Zalo, mình sợ thì mình cứ vào Zalo, mình giờ dễ mua lắm chị. Inbox vào fanpage thì nó tự động nó nhảy vô số tài khoản luôn rồi. Các chị đâu cần nhắn vào trang khác làm chi đâu. Nhắn vô trang của em ai lừa được các chị. Hồi xưa giờ tiệm vàng Ngọc Tuyết đặc biệt là không ai bị lừa hết nha. Khách tiệm vàng Ngọc Tuyết rất là thông minh luôn. Có số Zalo rồi. Mình cứ vào 0907545402. Đó, số thứ hai là 0907558800. Số điện thoại đó ghim vào tiệm rất là dễ luôn. Các chị vào xem, cứ hỏi điện trực tiếp thì bên đây sẽ hỗ trợ cho các chị hết. Yên tâm điều đó nha. Mã 1 nha các chị ha. Mã 1 là số chịu gửi 64, giảm 10% tiền công nha. Đó. Các mẫu này thì nhẫn này thì không có ni lớn nhiều nha các chị ha. Ni tầm khoảng 12 và ni số 7, số 8, số 9. Đó. Chưa có ni lớn nhiều nha các chị. Đây, chiếc nhẫn các chị mong chờ đây. Ni lớn rất là nhiều luôn. Ni 15, 16 cũng có luôn nha các chị ha. Và ni nhỏ thì không có. Ni 13. Và đựng chiếc số 10. Rồi xong luôn. Xỉu xuống. Đây. Mẫu này lúc nãy em đang đeo nè. Rất là nhiều luôn nha các chị ha. Rất là nhiều các chị đang hỏi. Và đặc biệt mẫu này là 7/3. Tiền công 357.000 nha các chị ha. 357.000 tiền công. Được giảm 10% tiền công nữa. Và cái giá tham khảo em này là 2.730.000. Chụp rõ lại giúp em và inbox vào trang fanpage để cho nhân viên hỗ trợ các chị nha. Đó là tiền công 357.000 và cái giá tham khảo 2.730.000 nha. Đó, rất là đẹp luôn. Dạ, cái này là Ngọc Tuyết đang đọc là nhẫn chuỗi nha các chị ha. Đó thì rất là đẹp luôn. Trinh Nguyễn ơi, tiệm chị vẫn chưa mở cửa em nha. Hy vọng là cuối tháng này sẽ được mở cửa, thì có gì Ngọc Tuyết sẽ thông báo, hiện tại sẽ inbox bán online thôi. Thì các nàng nào chốt được thì báo với Ngọc Tuyết nha. Đây, quá đẹp luôn. Đó, mã này em qua nha các chị ha. 2.730.000 nha, tiền công 357.000 và được giảm 10% tiền công. Chị, các chị đeo mẫu chuỗi này mình chán, mình có thể là thay đổi, còn đeo ngọc trai thì dành cho những đối tượng nào mà chịu chơi nha. Tại ngọc trai sẽ không bán lại được nha các chị ha. Mã này là 3/5, 7/5, 2 viên, mã 2 viên này là 7/5 nha các chị ha. Đó, các chị chốt cũng rất là nhiều kìa. Đây, rất là xinh luôn. Này thì em có ni nhỏ nha các tình yêu của em. Nhẫn này thì ni nhỏ, ni 13, 10, 12 và ni số 9, rất là nhiều luôn. Và cái mẫu này thì 2 viên nha, chuỗi 2 viên này 7/5, tiền công 357, giá tham khảo là 2.8 nha. 2.8 giúp em nha tình yêu. 2.8 nha. Dạ, chị Hoa Pha Lê khen nhẫn đẹp. Kim thía đẹp quá. Dạ, nhẫn em rất là đẹp nha chị ha. Yên tâm nha. Dạ, em cảm ơn chị Thảo Phương ạ. Đây, rất là đẹp luôn. Và mẫu này là 2 viên 7/5 và tiền công chỉ có 357 và giảm được 10% tiền công. Và cái giá tham khảo là 2.8 nha các tình yêu của em. Chốt đơn chụp lại màn hình, inbox vào trang hoặc là vào số điện thoại là 0907545402. Số thứ hai là 0907555800 giúp em nha các tình yêu. Quá đẹp luôn. Đó. Em qua mẫu nha. Mẫu này là mẫu bướm nha các chị ha. Mẫu này thì đeo lên thì rất là tiểu thư luôn. Và mẫu này cũng không phải là xa lạ gì hết. Mẫu này thì Ngọc Tuyết có đủ ni nha. Ni từ 15, 13, ni số 7, số 8, số 10, số 12 đều có hết nha các tình yêu của em. Đó, rất là đẹp luôn. Và cái mẫu bướm này là 6 phân, giá tầm khoảng là 2.240.000 thôi. 2.240.000 nha các tình yêu. Nhẫn đẹp quá. Hiền Nhật ơi, hiện tại nhẫn trà Pháp đang làm khoảng 10 đến 12 ly em nha. Có gì em bóp vào trang nha. Hoặc là mình vào trang các chị có thể là xem được các sản phẩm có hình và niêm yết. Từng sản phẩm có giá tham khảo cho các chị có thể là dễ mua nha.
Bông của Ngọc Tuyết đang đeo giá tầm khoảng 2 triệu 6 nha khách ha. Kết hợp với các nhẫn này phải nói là cực kỳ đẹp luôn ha. Đó, rất là xinh luôn. Đây, mẫu bốm 6 phân giá 2 triệu 2 40 nha khách yêu. 2 triệu 2 40 giúp em nha. Quá đẹp luôn. Ở Phương Mai dây mì có thể là em inbox vào trang nha. Tại vì mình qua mẫu rồi chị không có nhắc lại á. Ha. Có gì chị ấy ghim gửi cho em riêng nha. Đó. Rồi. Mã này là 3 phân 2 nha khách yêu ha. Mẫu 1 hộp đơn giản. Đó, chị em nào thích mẫu 1 hộp đơn giản nha. Dạ chị Nguyễn Hồng. Dạ chị hỏi mẫu nào chị? Dạ tin nhiều quá em đọc không kịp á chị Nguyễn Hồng. Chị có thể là inbox vào trang giúp em nha. Dạ 24 em có ghim sẵn rồi đó chị ha. 5070 nha khách ha. Dạ chị Thúy An. Đây. Đây là mã 1 hộp nha các khách yêu. 3 phân 2 và tiền công 372.000. Cái này là, cái viên này là gọi là ngọc trai nước ngọt nha các chị ha. Cái này giống như là hộp bẹt của mình đó, mình gọi là bẹt. Thì cái này là không có chóc nha các chị. Và các chị mua muốn thích cái mẫu này thì nó sẽ là sao ta? Cái nhẫn này là bẹt nước ngọt nha em ha. Và một hộp 3 phân 2 372.000 và giá tham khảo là 1.450.000 nha. 1.450.000. Chị Thúy Lê chốt cái nhẫn bướm ha. Dạ, chị cho em biết ni nha chị ha. Đây. Như anh Nguyễn, mình ship tới đâu vậy chị ha? Mã này là ngọc trai nước ngọt 1.450.000 nha khách yêu ha. Chị em nào cần thì ấy ha, em có màu hồng lật lợt nha các chị ha. Ánh hồng hồng và trắng nha. Thì các chị muốn thích màu nào thì cứ báo giúp em nha. Dạ, dạ không ạ. À. Mẫu một hộ em không có xanh ạ. Dạ vàng 18 bữa nay 2 triệu 250 nha khách yêu. Trời ơi, giết hỏi giết quả hết luôn rồi. Chị cảm ơn Hiền Nhật nha. Rồi kế tiếp nha các chị ha. Cái này mẫu một hộp nhưng mà nó có hộp tấm nhỏ kế bên nha các chị ha. Mẫu này thì siêu nhẹ luôn. 2 phân 9 và tiền công là 230.000 và cái giá tham khảo là 1.190.000 nha các chị yêu ha. Đó, rất là xinh luôn. Xuân Đào Lê, một lát nữa chị chụp gửi em sau nha. À, bông hộp bẹt dài em hết rồi chị ha. À, ngón giữa đeo hả em, ni 13 em nha. Ngón giữa là ni 13. Mình muốn biết ni á, có gì khách chịu khó đo như thế này giúp em nha. Muốn chốt nhẫn á, thì mình chịu khó mình lấy cây thước á, mình đo ngang giúp em nha khách ha. Đo ngang và chụp lại màn hình cây thước học sinh giúp em nha. Đây, đo như thế này và chụp lại màn hình nha. Gửi qua bên trang tiệm vàng Ngọc Tuyết. Ngọc Tuyết sẽ lấy ni chính xác cho các chị nha. Yên tâm điều đó nha các chị ha. Đó à, ở Bình Tân thành phố, dạ có nha Huỳnh Nhung ơi. Ngày mai có chuyến hàng đi á, hy vọng chị sẽ chốt đơn và chuyển khoản thì Ngọc Tuyết sẽ ship nha. Còn mấy là tầm khoảng 4-5 ngày nữa em mới ship được lên Sài Gòn nha. Đó. Vàng 24 mua vào thì 4.920.000 á chị. Đó, rất là đẹp luôn. Đó, các sản phẩm này nha các chị ha. À, và hôm hồi sáng á, thì em có like cái nhẫn Bát Nhã Tâm Kinh xoay như thế này nè. Thì các chị nào muốn mua thì cứ inbox giúp em nha. Tại vì bên em có đủ ni nha các chị ha. Đó, mình muốn đeo ngón nào cũng được. Có loại nó xoay như thế này ha các chị ha. Thì giá từ 5.4 triệu, 5.6 triệu và 6.2 triệu. À, và tùy theo ni, nếu ni 17, 18 thì các chị chuyển khoảng 6.5 triệu giúp Ngọc Tuyết nha. Tùy theo ni tai nha các chị ha. Nếu ni nhỏ số 7, số 8 thì ni nó sẽ là tầm khoảng là 5.4 triệu, 5.6 triệu nha các chị ha. Đó, và cái nhẫn Bát Nhã Tâm Kinh đem đến tài lộc cho chúng ta là chiếc nhẫn này nè. Đó, chúng ta có thể là xoay và đeo ngón nào cũng được nha các chị ha. Các chị hợp với ngón nào thì đeo ngón đó nha. Nó không phải là chỉ định là bắt buộc nha. Đó, à, nhẫn đồng hồ ạ. Nhẫn đồng hồ đây nè em. Nhẫn đồng hồ mình còn 2 mẫu nha.
mẫu 6 triệu mấy và mẫu 8 triệu mấy, khách có thể là inbox nha. Và còn ni hơi lớn nha khách ha, ni từ khoảng là 15-16 đó, thì một chiếc như thế này và tiền công là 2 triệu mấy một chiếc nha. Khách yêu hoa được giảm 10% tiền công. À, Thi Thi ơi, mẫu đơn giản là hộp trắng, em nhiều mẫu lắm nhưng mà sang sang mẫu đồng hồ nè em, mẫu nhẫn đồng hồ nè em đó. Dạ Phương Phan ơi, chụp dây liền mặt. Dạ chị. Đó, thì các chị lưu ý khi mà inbox vào trang thì nhớ nhắn số ni giúp em để nhân viên hỗ trợ cho mình nha. Và khi các chị chuyển khoản xong thì nhớ chụp lại cái màn hình chuyển khoản hoặc cái giấy chuyển khoản gửi qua bên em, đặng bên em so sánh. Tại vì mọi người á, là chuyển nhầm khi một đôi bông đó, có thể là 20 đôi bông, 20 người chuyển. Bởi vì mình muốn khẳng định được đôi đó của ai chuyển rồi thì các chị nhớ chụp hình qua giúp em ha. Đó. À, dạ chị Trinh Nguyễn, nếu chị mua nhẫn đồng hồ hoặc là đồ cao cấp thì mấy có hộp đó chị, còn không mấy thì mình phải mua, bỏ tiền ra mua ha. Đó, thì cảm ơn các chị đã theo dõi em nha. Và lấy cái đầu bông thứ em đang đeo giùm anh. À, còn đôi máng trên cùng, còn ba đôi duy nhất phải không? Rồi được rồi. Đây. Dạ nhẫn Bát Nhã tùy theo ni nha chị, giá tầm khoảng là 5 triệu 4 đến 5 triệu 7, 6 triệu, 6 triệu rưỡi tùy theo đôi nha. Bình Dương hiện tại chưa có ship được nha chị, nhưng mà chị chuyển khoản em vẫn giữ hàng cho chị nha. Ăn thua ở trển là đôi bông của Ngọc Tuyết đang đeo là 6/9, tiền công 6.6. Dạ mẫu này 2 triệu 9 nha các chị ha. Đôi bông Ngọc Tuyết đang đeo 2 triệu 9. Và mẫu này thì nhẹ hơn nha các chị ha. Mẫu này khoảng 2 triệu 6, một đôi 2 triệu 6, một đôi 2 triệu 9. Khi mà các mẫu nào chị ưng ý mẫu nào thì chụp lại màn hình thì Ngọc Tuyết sẽ ship cho các chị mẫu đó nha. Đó, thì Ngọc Tuyết còn có 3 đôi duy nhất hả. Cái đôi này thì cũng tương đối nhẹ tiền nhưng mà đeo lên cũng rất là xinh, cũng rất là đẹp ha. Ờ, nhẫn Bát Nhã vàng 18 nha Quỳnh Hương em. Nhẫn nữ hoàng chị lên rồi đó em vào trang xem và có giá tham khảo theo hình hết nha. À, Yến Phi ơi, mình chưa có lên dây chuyền nam nha. Đó. Đây dây xoắn của tiệm vàng Ngọc Tuyết đẹp lung linh như thế này nè. Quá đẹp luôn. Mẫu dây này là nặng là tầm khoảng 1/3 á. Quá xinh phải không ạ? À? Quá đẹp luôn. Dây 3 màu với dây 1 màu. Còn là dây lớn không à, dây nhỏ vài ngày nữa Ngọc Tuyết sẽ về nha. Thì hy vọng các chị sẽ theo dõi và ủng hộ Ngọc Tuyết nha. Nhẫn Bát Nhã Tâm Kinh các chị cứ cho báo ni chính xác thì sẽ có nhân viên hỗ trợ chụp màn hình lại nha khách yêu ha. Đó. Đó Yến Vi ơi, ngày khác em lên dây chuyền nam nha. Dạ. Và cảm ơn khách yêu đã ủng hộ em nha. Thì hôm nay thì tùy theo hộp em ơi, tại vì bên chị không có bán hộp, tại vì mình đâu phải bán sòn hoặc là bán ấy đâu, đa số là bán giá bình dân. Em muốn mua sản phẩm rẻ mà hộp đẹp này kia thì ít khi có lắm. Thật ra thì chị chỉ bán là vàng là chất lượng thôi, còn bên chị là chỉ có hộp giấy bình thường thôi ha. Tại vì mình thường thường mấy chỗ kia mà bán một cái sản phẩm chiếc nhẫn có mấy phân mà bán ra 5-6 triệu thì cái hộp rất là đẹp luôn đó. Nếu em thích như vậy chị vẫn hỗ trợ phần khoảng vài trăm ngàn thêm là một cái phần hộp đẹp ấy em, mình sẽ mua riêng nha. Hồng Rô ơi, ship Sài Gòn được em nha, ngày mai có chuyến đi Sài Gòn rất là nhiều hàng luôn á, có gì em có thể là xem sản phẩm và chuyển khoản nha, rồi chị sẽ chốt đơn cho em luôn nha. Hiện tại tiệm vàng Ngọc Tuyết chưa có mở cửa bởi vì hàng hóa chưa có đa dạng, chưa có cho khách xem được nhiều nha. Thì hôm nay thì em chỉ là báo với khách là những cái sản phẩm như vậy thôi ha. Cũng cuối clip về kính chúc khách yêu mình có một buổi tối rất là ngon giấc nha. Và xem lại tour lại cái những cái sản phẩm như thế nào thì cứ inbox giúp em nha. Đó, và cảm ơn các chị nha. Chị Thu Thủy, em chưa biết chừng nào được mở cửa nữa chị. Dạ, chừng nào mà nhà nước cho thì em sẽ mở ha. Dạ, Yến Phi ơi, dạ dây nam là vài ngày nữa chị nha, tại tiệm em chưa mở cửa nha. Thúy Vũ ơi, lắc bé chị không có em nha. Huỳnh Mạnh ơi, là chốt cái này phải không em, chốt bông phải không? Rồi có gì nhân viên sẽ hỗ trợ inbox vào trang nha. Và cảm ơn khách yêu đã theo dõi và chia sẻ em rất là nhiều ha.
Có đôi bông ngọc trai một hộp không? Chưa có nha khách yêu. Rồi, em cảm ơn rất là nhiều và chúc các chị ngủ ngon nha. Tạm biệt và chốt đơn giúp em nha.